Molly Phan xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả thân thương của The Sài Gòn Post. Thưa quý vị, việc Mỹ đổi ý chấp thuận để đồng minh chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine là bước ngoặt gây bất ngờ sau nỗ lực gây sức ép của châu Âu. Như chúng ta đã thấy thì sau nhiều tháng tuyên bố Ukraine không cần F-16 để đối đầu Nga, thì Mỹ cuối cùng cũng thay đổi quan điểm, đồng ý để các quốc gia đồng minh gửi tiêm kích tiên tiến của phương Tây cho Kiev, thứ mà chính quyền Tổng thống Vladimir Zelensky mong muốn từ lâu. Kiev giờ đây hy vọng các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất sẽ đến tay họ sớm nhất vào mùa thu này, sau khi Washington đồng ý cho phép các nước thứ ba chuyển giao chúng, theo Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Yuri Shak. Nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực và các quyết định được đưa ra nhanh chóng, thì tôi ước chừng đến cuối tháng 9, đầu tháng 10, chúng ta có thể thấy những chiếc F-16 đầu tiên bay trên bầu trời Ukraine, ông nói. Giới quan sát đánh giá, mặc dù Ukraine khó lòng triển khai những máy bay này cho chiến dịch phản công dự kiến bắt đầu trong vài tuần nữa, tốc độ đưa ra quyết định của Mỹ thực sự là một bất ngờ. Ukraine đã thúc giục Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 từ giai đoạn đầu cuộc chiến, nhấn mạnh rằng những chiến đấu cơ hiện đại này sẽ giúp họ giành được lợi thế đáng kể trước Nga, cho phép tấn công đối phương hiệu quả hơn. Gần một năm trước, hai phi công chiến đấu xuất sắc của Ukraine với mật danh Moonfish và Jules đã gặp gỡ báo chí ở Washington để nêu lý do Kiev cần có F-16, loại chiến đấu cơ được trang bị nhiều radar, cảm biến và tên lửa hiện đại. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky cho biết trong chuyến thăm Đức rằng ông đang thúc đẩy các đồng minh thành lập một liên minh cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu chuẩn NATO để phá vỡ ưu thế trên không của Nga. Giới lãnh đạo Ukraine cho hay, F-16 vượt trội hơn nhiều so với phi đội máy bay chiến đấu thời Liên Xô họ đang có. Nhưng đáp lại, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đều thẳng thừng từ chối gửi F-16 đến Ukraine hay cho phép các đồng minh chuyển giao chúng cho Kiev. Các quốc gia đã mua F-16 hoặc bất kỳ hệ thống vũ khí nào khác từ Mỹ đều phải xin phép Washington nếu muốn chuyển giao chúng cho bên thứ ba. Chính phủ Mỹ thường bác bỏ yêu cầu tái xuất vũ khí nếu họ nhận thấy những rủi ro nhất định từ hành động này. Hồi đầu năm, khi được hỏi tại sao Nhà Trắng phản đối việc gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden chỉ trả lời ngắn gọn, bởi vì chúng ta nên giữ chúng ở đây. Các quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc đã liên tục nhấn mạnh rằng họ không tin F-16 là thứ Ukraine cần cho giai đoạn hiện nay của cuộc chiến vệ quốc. Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào tháng trước, lãnh đạo Văn phòng các vấn đề an ninh quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Solette Wallander cho hay thứ Ukraine cần hơn hiện nay là tên lửa phòng không, pháo binh và xe tăng thiết giáp. Thay vì đáp ứng yêu cầu về F-16, Mỹ tìm mọi biện pháp để giúp Ukraine tăng năng lực của các tiêm kích chuẩn Liên Xô trong biên chế. Họ đã nỗ lực chỉnh sửa tên lửa không đối đất HARM để lắp đặt chúng trên tiêm kích MiG-29 Ukraine. Gần đây nhất, hồi đầu tuần, sau khi Tổng thống Zelensky nhắc lại mong muốn của mình đối với F-16 và các tiêm kích chuẩn NATO khác, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã được hỏi liệu Washington có thay đổi quan điểm về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev hay không. Câu trả lời của ông vẫn là không. Thưa quý vị, giới phân tích cho rằng, nguyên nhân quan trọng hơn khiến cho Mỹ chần chừ đó là do mối quan ngại rằng việc gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ làm Nga nổi giận và leo thang các hành động quân sự hoặc là tăng quy mô của cuộc chiến. Đó là lý do khiến cho chính quyền Tổng thống Biden cho rằng các cuộc thảo luận về việc gửi F-16 cho Ukraine nên đợi cho đến khi giao tranh khép lại. Nhưng mà một số đồng minh châu Âu không có chung suy nghĩ như vậy và họ bắt đầu chiến dịch gây sức ép để buộc Nhà Trắng thay đổi quan điểm. Thì đây là một cái nỗ lực tổng hợp của các nước châu Âu, các nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng và nhất là giới lãnh đạo Ukraine. Thì thưa quý vị, tuần qua, Tổng thống Zelensky đã công du khắp châu Âu để kêu gọi nhiều viện trợ hơn cho Ukraine, đặc biệt là máy bay chiến đấu. Áp lực càng gia tăng với Mỹ khi Anh hôm 16 tháng 5 tuyên bố khởi động một liên minh quốc tế tập trung vào việc mua sắm tiêm kích F-16 cho Ukraine. Theo thỏa thuận, Anh sẽ sớm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine điều khiển chiến đấu cơ hiện đại. Mỹ nhanh chóng hưởng ứng, nói rằng họ cũng có thể huấn luyện phi công cho Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần bổ sung chiến đấu cơ hiện đại vào hệ thống phòng không của mình. Thiếu chúng, hệ thống phòng không của chúng tôi không thể trở nên hoàn hảo,
tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó, ông nói. Người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trong khi đó nhấn mạnh, tiêm kích là thứ duy nhất còn thiếu trong danh sách mong chờ của Kiev. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine tổ hợp phòng không Patriot hiện đại, tin rằng đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên bầu trời Kiev, giúp hoàn thiện lưới phòng không của Ukraine và đã đạt được thành tích ấn tượng trước tên lửa Kinzhal siêu thanh phóng từ trên không của Nga. Marcy Carter, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội Mỹ về Ukraine, gần đây đã nói rằng đã đến lúc Washington cân nhắc phương án hỗ trợ tiêm kích cho Kiev. Đối với Ukraine, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ. Bà cho biết, tất cả những người Ukraine đến gặp chúng tôi đều đề cập đến F-16, chúng rất quan trọng với họ. Carter đã cùng 12 nghị sĩ khác từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tuần qua thúc giục chính quyền Biden gửi tiêm kích. Theo Politico, lần này họ đã sử dụng ngôn ngữ quyết liệt hơn so với trước và tìm cách bác bỏ lập luận của chính quyền về lý do không nên cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Đó là quan điểm sai lầm mà chúng ta tự vẽ ra. Các nghị sĩ viết trong đơn gửi chính quyền đề cập tới lập luận từ Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài rằng chiến đấu cơ không phải mong muốn hàng đầu của Ukraine. Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine hỗ trợ quân sự ngay lập tức để phòng thủ trước những cuộc tấn công của Nga và chuẩn bị cho cuộc phản công dự kiến, đồng thời bắt đầu quá trình giúp Ukraine có khả năng chiếm ưu thế trên không trong dài hạn. Tướng Christopher Cavoli, quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ ở châu Âu, thừa nhận với các nghị sĩ rằng tiêm kích F-16 cùng với tên lửa tầm xa và máy bay không người lái UAV sẽ hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong nỗ lực kiểm soát bầu trời. Hiện tại dường như chưa chính phủ châu Âu nào đưa ra yêu cầu với Mỹ về việc gửi tiêm kích F-16 của họ cho Ukraine, nhưng họ có thể sẽ để dành chủ đề này đến hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO tại Vilnius, Litva vào tháng 7. Tổng thống Biden cùng với Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến tham dự sự kiện bên cạnh những người đồng cấp từ khắp liên minh NATO. Hỗ trợ an ninh phương Tây dành cho Ukraine đã thay đổi đáng kể từ khi cuộc chiến xâm lược của Nga bùng phát đến nay. Ví dụ gần đây nhất là việc Anh quyết định gửi tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow tới Ukraine, giúp Kiev có khả năng bắn trúng mục tiêu cách 250 km, gấp khoảng 3 lần tầm bắn của pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp. Động thái trên một lần nữa cho thấy các đồng minh phương Tây đã giảm bớt lo ngại về các mối đe dọa leo thang từ Nga nếu Ukraine được cung cấp vũ khí mạnh hơn, giới phân tích nhận định. Như vậy, làm thế nào để F-16 có thể tạo ra sự khác biệt cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga? Thì mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo ngay sau đây. Trước tiên, thì chúng ta sẽ làm rõ xem F-16 là gì. F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu hạng nhẹ được thiết kế lần đầu vào năm 1970, được đưa vào biên chế lần đầu tiên vào năm 1979 và được Không quân Hoa Kỳ sử dụng rất nhiều trong cả hai cuộc chiến tranh ở Iraq và ở Afghanistan. Ban đầu được chế tạo bởi Mỹ trong một liên doanh với Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy. Dòng máy bay này có thể di chuyển với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh và đã trở thành một trong những máy bay quân sự phổ biến nhất mọi thời đại. Hiện tại đang có 25 quốc gia sử dụng dòng tiêm kích này với số lượng khoảng 3.000 chiếc. Biến thể nâng cấp của nó là F-35, nhưng F-16 vẫn đang được sản xuất để bán cho các đồng minh bởi vì nó rẻ hơn, có giá hàng chục triệu USD và bởi vì Mỹ không phải lúc nào cũng cho phép xuất khẩu loại máy bay phản lực tân tiến nhất của họ. Tại sao Ukraine muốn có F-16? Ukraine có một lực lượng không quân nhỏ gồm các máy bay phản lực tiêu chuẩn của Liên Xô khi bắt đầu chiến tranh, với số lượng khoảng 120 chiếc có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, con số đó đã giảm dần khi chiến tranh tiếp diễn. Đáng chú ý là với số lượng máy bay và hệ thống phòng không của Nga, các chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn duy trì năng lực không quân hạn chế. Nhưng thời gian trôi qua, lực lượng không quân của Ukraine sẽ cần được bổ sung. Một đặc điểm gây tò mò của cuộc chiến Ukraine là việc sử dụng sức mạnh không quân tương đối hạn chế. Hệ thống phòng không của Nga được coi là hiệu quả và Moscow không muốn mạo hiểm với lực lượng không quân của mình bên ngoài tiền tuyến vì họ cũng muốn giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, Kiev hy vọng các phi đội máy bay phản lực tốc độ cao có thể được sử dụng để hỗ trợ một cuộc đột phá, hoặc ít nhất là giúp ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Nga. Đào tạo và bảo trì. Các quan chức phương Tây cho biết vào ngày 19 tháng 5 rằng
Khóa đào tạo sẽ bắt đầu trong vài tuần tới tại một địa điểm không xác định ở châu Âu và sẽ mất vài tháng để hoàn thành. Học lái F-16 là công nghệ dành cho các phi công có kinh nghiệm và họ sẽ phải được cách ly ra khỏi cuộc chiến hiện tại để huấn luyện. Ukraine được cho là đã xác định được 50 phi công mà họ hy vọng sẽ đào tạo ngay lập tức. Các ước tính khác nhau, nhưng có thể mất từ 4 đến 6 tháng để đào tạo phi công thành thạo chiến đấu. Douglas Barry thuộc IISS Think Tank cho biết, một máy bay phải đi kèm với gói vũ khí, đội ngũ mặt đất và hậu cần. Có nghĩa là Ukraine sẽ cần nhân viên dự phòng và đào tạo đội ngũ kỹ sư của riêng mình. Nó phức tạp hơn học cách sử dụng xe tăng phương Tây. Vậy thì F-16 có thể tạo ra sự khác biệt hy vọng trên chiến trường hay không? Thì thưa quý vị, một vấn đề quan trọng là Ukraine có thể mua bao nhiêu chiếc F-16? Lực lượng không quân của Ukraine đã mạnh dạn yêu cầu 200 chiếc, một con số mà phương Tây rất khó để đáp ứng được ngay lập tức. Tuy nhiên, Justin Bronk là nhà phân tích không quân của tổ chức tư vấn Rust cho rằng các máy bay chiến đấu của phương Tây với vũ khí độc lập sẽ mang lại cho Ukraine khả năng được cải thiện để tiêu diệt các mục tiêu cố định của Nga gần tiền tuyến từ một khoảng cách an toàn hơn hoặc kết hợp với các phương án tấn công hiện có như là pháo phản lực HIMARS. Và chắc chắn thưa quý vị, với sự củng cố rất hữu hiệu này của hệ thống không quân, Ukraine sẽ có thêm cơ hội để đánh lùi quân xâm lược và mang hòa bình trở lại với quê hương. Molly rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Và nếu thấy thông tin hữu ích, xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có bản tin mới. Thay mặt ban biên tập, Molly xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị